về cái nhạc phổi rồi. Thì mình đầu tiên chúng ta sẽ làm cái thành phần tham gia và cơ học hô hấp. Thứ nhất là chúng ta có thành phần ha, tập phần của các bạn. Đây là cái khung mà các bạn thấy là để cái cơ rồi bám bên ngoài, bên trong đó là chứa phổi, chứa trung thất ha. Và lòng mực thì sẽ thay đổi thể tích để mà thay đổi áp suất trong lòng mực. Và thứ hai, thành phần thứ hai đó là cơ hô hấp. Thì cơ hô hấp thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có hai cái nhóm cơ hô hấp tham gia. Đây là nhóm cơ hít vào và nhóm cơ thở ra, chia thành hai động tác ha. Động tác hít vào, động tác thở ra. Chúng ta có hai cái nhóm cơ tương đối là nhóm cơ hít vào, nhóm cơ thở ra. Thì ngoài ra chúng ta còn có hai quá trình là quá trình hít vào bình thường và quá trình hô hấp bình thường và quá trình xảy ra khi mà chúng ta gắng sức. Thì chúng ta chia nhỏ thành hít vào, cơ hít vào bình thường, cơ hít vào gắng sức, cơ thở ra bình thường, cơ thở ra gắng sức. Rồi chúng ta chia thành từng cái phần như vậy. Và khi mà các bạn thích cơ hô hấp thì trong quá trình hít vào bình thường thì mình có cơ mặt, cơ lên xuống ngoài. Thì các bạn phải nhớ là cái trong cái đối với hô hấp mà thì cái cơ hoàn là cái cơ hô hấp chính ha. Cơ hoàn là cơ hô hấp chính à, trong khi mà các bạn hít thở bình thường đó, nó rất là quan trọng. Còn đối với quá trình thở ra bình thường thì chúng ta thấy là không có cơ thể tham gia. Quá trình thở ra bình thường các bạn là quá trình thụ động. Ngoài ra quá trình hít vào gắng sức và thở ra gắng sức thì cho những cái cơ bạn phải thành phải lên sắt. Thì đây là những cái nhóm cơ mà tham gia trong quá trình mà hít vào của bạn ha. Thì đối với quá trình hít vào bình thường mình thì chúng ta có hai cơ là cơ mạch và cơ lên sườn ngoài. Cơ mạch là cơ lên sườn ngoài. Thì cơ mạch và cơ phát chính của bạn ha, nó thành cơ lên sườn ngoài gan. Hoặc khi các bạn mà đang hít vào bằng sức đó thì các bạn có thể cơ như cơ thái, cơ tận dụng vân vân hay cũng tham gia. Và khi mà các bạn thở ra còn bình thường thì chúng ta sẽ không có cơ nào tham gia và cũng thở ra bình thường của các bạn ha. Mà đối với quá trình mà thở ra mà gắng sức thì mình có những cơ bụng, ví dụ như cơ thành bụng, ngang bụng, kéo bụng vân vân, rồi cơ như sườn trong vân vân tham gia và có thể thở ra gắng sức. Cơ của các bạn thì các bạn thấy là mình sẽ có chia thành hai nhóm cơ tự ý, hai trên tiền liệt cơ là trên tự ý và trên tự động. Thì tự động nó nghĩa là các bạn sẽ liên tục điều khiển cái hô hấp của bạn, và tự ý là sẽ có khả năng tự điều khiển. Và như các bạn thấy cái thở các bạn có thể tự hít thở, tự tăng từng số thở mà tự nín thở vân vân. Thì đó là cái tác động của cái tự ý. Còn cái thành phần tiếp theo tham gia vào trong hô hấp thì nó rất là nhanh ha. Thì cái này các bạn cũng được nói nhiều. Phần tiếp theo là phần màng phổi. Thì màng phổi cũng là một cái phần tham gia vào hô hấp. Thì các bạn đừng nói kiểu như hệ thổ ha. Rồi tiếp theo là khí. Thì khí của mình thì nó là hô hấp trên, hô hấp dưới. Các bạn có biết là trong cái phần hệ thổ. Ở đây thì sinh lý thì quan tâm đến hai thành phần đó, cái thành phần tham gia vào cái định khí tinh thần và những cái thành phần của cái cây phế quản, cây hô hấp của bạn đó, tham gia vào cái có khả năng hô hấp. Thì đối với cái định khí tinh thần nó bao gồm cái đường hô hấp trên và một phần của đường hô hấp dưới, khí quản, phế quản, tiểu phế quản đến tiểu phế quản tận cùng thì sẽ bị chấm dứt cái phần định khí, và bắt đầu sau đó từ cái tiểu phế quản hô hấp phế nang, ống phế nang đó thì mình sẽ được xem lên về hô hấp, về cái cấu tạo của nó, cái cấu tạo mà nó thực hiện được chức năng cơ thể. Thì đây là các bạn thấy ở đây là cái đường đến phía trên, hô hấp trên các bạn biết rồi ha. Đường hô hấp trên đây thì các bạn cũng biết rồi, các bạn cắt lại đây nữa. Rồi đây là cái phải đấu rồi, cái đây gọi là cái tắc thành môn, phải đấu là cái dây thăng của mình. Thì bình thường các bạn thích thở thì cái dây thăng các bạn sẽ mở ra, sẽ đóng lại. Khi mà các bạn thích âm, khi các bạn nuốt thì cái thành môn sẽ đóng lại và tránh được cái nó rất là căng phổi. Rồi đây là cái mô hình về cái từ điện khí, mô hình từ điện khí các bạn thấy từ trên xuống dưới khí quản, phế quản, thì phế quản sẽ là cùng vân vân, thì phế quản hô hấp cũng phế hen vân vân. Thì các bạn cũng thấy là cái đường điện khí của mình đó thì từ sau từ phế quản tận cùng á thì mình sẽ có những cái đơn vị hô hấp, các bạn thấy từ cái tiểu phế quản hô hấp các bạn thấy trên cái thân của tiểu phế quản hô hấp có những cái nang giống giống cấu tạo giống như cái nang, các bạn những cái đồng mà cấu tạo giống giống như cái nang ha, thì cái vùng đó nó có khả năng thay đổi tí, nên nó là mình nói ra cái tiểu phế quản hô hấp và nó tiếp tục đi xuống dưới ống cái nang rồi cái vùng này.
không hấp được. Thì đây là cái cấu tạo các bạn thấy là cái thế nền, bạn thấy không? Thì cấu tạo cái thế nền và xung quanh thế nền nó sẽ cái màu ánh. Rồi đây là những cái tiểu phương bạn nó hấp tại bạn đây. Các bạn thấy có những cái túi, cái ống có thể giống như thế nền này. Cái này các bạn quan tâm. Rồi về cái cấu tạo của cái đường hô hấp thì mình thấy là từ trên xuống dưới á, thì các bạn thấy là cái phía trên đó là cái gì thấy nhất ở đây nè, phần lớn là sụp, có nước sụp sụp cái phần lớn là bạn càng xuống dưới thì có được sụp nó càng dần nè, mình thấy là sụp và đây là cơ cơ trơn. Còn khi mà đến cái tiểu phế quản thì các bạn thấy là mỗi tiểu phế quản có tạo thành cơ trơn không thôi, cho nên cái kích thích của nó bao phát đó thì nó sẽ bao phát thì các bạn nghe nghe nó bao phát cơ trơn phế quản thôi. Và đây là cái sơ đồ cái cách cấu tạo của những cái mô học của những tuyến, thấy đối với những cái đó là mình thấy có tuyến này, có cái tế bào tuyến, có sọc, có tế bào tuyến, có lông truyền hiện tế bào như mạng hô hấp vân vân, thì mình thấy rất là nhiều. Còn khi mà xuống những cái bệnh phế quản mình thấy vẫn còn cái lông truyền, vẫn còn cái như mạng, cái tế bào gáy này, tế bào gai cái này rồi vẫn có ha. Tại vì thế mà mà khi xuống dưới phía nền thì các bạn thấy là không còn cái thứ nhất biểu mô nữa, biểu mô hấp các bạn thấy không còn cái niêm mạc có không thấy ha, nó chủ yếu là cấu tạo từ cái phía nền, phía nền là cái bắt đây là cái mạng của cái tế bào phân tử bột, rồi những cái màu mạch máu và những cái mạch máu bao xung quanh cái phía nền. Ở đây là cái hình đó là cái lông truyền nhiệt của cái hô hấp, cái hô hấp của mình. Và vai trò của dưỡng khí thì các bạn thấy sẽ được làm ống làm một không khí. Các bạn thấy là khi mà các bạn mỗi người có hít vào thì các bạn không khí nó sẽ được làm ống trước khi mà hít vào mình. Làm ống mà nó có hơi thứ ở mũi thành hầu thành chính. Nên các bạn thấy là sau này các bạn có thể đi vô các bạn thấy là mình có cái nước mà mất đi mà các bạn nhận biết được, cái nước mà mất đi không nhận biết được thì trong đó là cái nước một hơi nước mà các bạn thở ra mỗi ngày á, là cái phần mà các bạn không có nhận biết được ha, nó một phần nước mà mình không nhận biết được cùng với cái mồ hôi, phần nước tiểu thì mình có thể đo được ha. Thì sau này trong bài video mình sẽ đánh giá cũng nhiều cái vụ án này. Rồi từ những khí thì nó cũng giúp ngăn cản cái bệnh lạc đi về được trong cái phía nam của mình ha. Rồi nó sẽ gây ra bệnh chết. Thì bệnh chết là bạn cũng lưu ý là những cái bạn có thể thông ra bệnh chết là những bệnh người dân khí mà nó không tham gia vào quá trình trao đổi khí thì phải là bệnh chết ha. Bệnh chết đây là bạn có bệnh chết giải phẫu, bệnh chết sinh lý. Thì bệnh chết sinh lý và cái định dịch bệnh cái hiệu cách chặt chẽ là bệnh chết sinh lý là những bệnh mà không tham gia của đường hấp không tham gia vào quá trình khí, cái thông tin của dân khí không tham gia vào quá trình hô hấp trao đổi khí. Còn cái bệnh chết giải phẫu là cái cách là cái tính toán ha, tính toán thì còn cái thách vệ phần lớn nên cái phần điều không phải tính toán thì hai bình thường thì hai phần này đều gần bằng nhau. Cái phản xạ thì để bảo vệ những khí các bạn thì các bạn sẽ có phản xạ ho hoặc phản xạ hắt hơi ha, phản xạ ho phản xạ hắt hơi thì cái phản xạ ho và cái phản xạ là giúp là bạn loại bỏ cái bệnh lạc đi vào trong cái bệnh lạc ở trong cái thành quả các bạn ha, trong cái định khí bỏ ra. Còn đối với bài sát hơi thì chủ yếu là mình làm sạch cái phần mũi của các bạn. Rồi tiếp theo cái phần cấu tạo của phổi thì mình thấy các bạn học mô thì các bạn cũng thấy là cái cấu tạo phế nang các bạn ha, đây là cái ống phế nang của chúng ta nó vào phần thì là cái lát phế nang các bạn thấy là cái tiểu phế quản hô hấp ban đầu phế quản hô hấp đây là ống phế nang nè. Và trong đây các bạn cái khóc khóc này đây thì khóc là chính là cái phế nang này, phế nang là tiếng Latin của nó alveoli, có nghĩa là cái hốc hả, là cái hốc hốc khí. Và trong cái hốc này các bạn thấy cái màu mạch bao quanh các bạn, cái màu mạch bao quanh đây không to là cái màu mạch là trong phế nang. Thì đây là cái hình sơ đồ là các bạn thấy bên ngoài cái cấu tạo phế nang của bạn ha, còn cái tạo thực bào phế nang tế bào bên hai tức là sự bất tận, rồi tế bào bên tiếp một đây và cái bào tương, cái mạng tế bào bào tương của cái tế bào bên tiếp một sẽ lót khắp trong cái nang này, nó tạo cái bắp cái nang của bạn, nhà cái bào
tiếp xúc với khí á, có bên này, bên đây là cái lớp bụng con kẽ, ở đây là cái mông ảnh, mông ảnh không. Như vậy các bạn thấy là cái đây là bên này thì họ sẽ tiện chịu cái xem như là chịu trách nhiệm về lót bên này nè, là một phần của cái thành phần của cái bạn cái này mông ảnh và nên là các bạn thấy nó có một cái bạn có thể bạn có thể là nó sẽ lót bên trong bên này các bạn phải không có quyết định, tức là không phải không có quyết định để mà tránh các bạn thấy các bạn có bạn thấy tất cả những cái bạn như vậy mình thì đều phải là không có lớp dịch mà sợ mình tránh các bạn thấy không phải sẽ làm khô có thể gây ra chết các bạn hỏi bạn ấy, nhưng mà mắt mũi miệng lúc nào cũng có dịch một cái lớp mỏng thì các bạn bên em cũng có lớp dịch bằng một tiết bên em thì lớp dịch ra thì mình thấy cái lời chuyện mà nói thì cũng có tác tác hại nó sẽ gây ra sức khỏe mà và chúng ta sẽ quay dịch ra sau. Rồi thì chúng ta thấy để mà hiểu về cái hô hấp thì chúng ta phải hiểu hai cái, thứ nhất đó là cái mối quan hệ giữa cái cách xuất và cách tích. Thì khi mà thấy là chúng ta biết là khi mà trong một cái không khí thì tích số của áp suất và cách tích sẽ là tích số số các bạn học về vật lý mình biết rồi. Thì như vậy khi mà các bạn tăng áp suất thì mình sẽ là giảm cách tích. Khoảng hai bạn điểm cái này nhiều hơn thì các bạn tăng thể tích lên thì các bạn sẽ áp suất nè. Thì hệ hô hấp của mình sẽ áp dụng nguyên tắc đó là các bạn có cái quá trình vào quá trình thở ra. Thì khi mà các bạn áp suất với nhau các bạn trong quá trình hít vào mình áp suất với nhau mình sẽ phải thở áp suất bên ngoài môi trường thì chúng ta sẽ có khí vào phổi và trong cái thì mà thở ra thì áp suất với nhau các bạn thở áp suất bên ngoài thì khiến các bạn sẽ đi ra phổi ra khỏi phổi thành ra có những hít vào có những thở ra của mình và làm sao chúng ta làm được cái chuyện đó. Thì đây các bạn thấy khi mà các bạn hít thở ha, khi mà trong cái chuyện hít vào bình thường mình đó thì cơ hoành hạng xuống từ sự ngoài lên lên đó thì sẽ làm cho cái thể lực của các bạn tăng lên nè, làm tăng cái thể lực của các bạn lên và như vậy thì các bạn thấy là cái tăng cái thể lực của mình lên thì mình sẽ làm giảm áp suất ở trong cái thế này của mình, áp suất bên này các bạn sẽ giảm nhỏ hơn áp suất bên ngoài môi trường á thì mình sẽ có cái thức vào không khí nó sẽ đi từ bên ngoài môi trường đi vào bên trong ha. Các bạn thấy đây là cái về cái động của cái tích lưu các bạn biết rồi, nó khí nó đi động theo cái trên là áp suất biết rồi ha. Ở hay là trong cái trình mình thở ra của mình thì mình thấy là mình thở ra thụ động, thở ra bình thường các bạn thở ra thụ động cho nên là khi các bạn thở ra thì cái không có cơ nào tham gia hết được mà có sức cơ thể này thọ thọ thì sẽ kéo của các bạn bé lại, khi cứ kéo của các bạn nhỏ lại thì nó làm tăng áp suất càng nhẹ và tức là tăng áp suất cho mình vượt lên, thì khi áp suất cho mình tăng lên như vậy nó sẽ làm áp suất cho mình của các bạn lớn hơn áp suất bên ngoài ha, lớn áp suất bên ngoài môi trường thì khi đó các bạn sẽ có quá trình thở ra ha, các bạn sẽ có được cái quá trình thở ra thì đó là cái quá trình thở ra bình thường của mình. Đây là cái slide nó lên cái sự liên hệ với cái đây các bạn thấy khi các bạn hít vào lên khoảng không không xem như là áp suất của bên ngoài môi trường tiết quỷ khi các bạn thở bình thường, khi các bạn hít vào ra thì hít vào mà về thì thở ra, khi các bạn hít vào áp suất giảm xuống thể tích các bạn sẽ tăng lên nè, áp suất giảm xuống thể tích tăng lên rồi nó sẽ tiếp tục hít vào khi nào hai bên bạn nhau nó không có cái quỷ thành phần kết thúc. Khi các bạn thở ra áp suất hạ suất trong mỗi lần hành cao hơn suất bên ngoài đúng không? Thì khí mới lên ra ngoài đường áp suất tăng lên đây các bạn thấy bắt đầu ta tức khí mình bắt đầu thở ra đây đi nhận chứ nào ha. Thì đó là cái quá trình mà thở ra thì các bạn có thể xem cái một cái clip rồi nói quá trình cái cơ hô hấp của bạn. Rồi khi mà các bạn thấy khi mà đầu thì thích vào của mình thì áp suất bên ngoài môi trường bạn có sẽ gặp cái nè thì các bạn thấy là không có cái khí nó không phải đi vô đi ra được ha. Rồi khi các bạn thấy cơ mặt đang co như vậy, cơ mặt đang co áp suất trong phổi các bạn thành tích tăng lên, áp suất trong phổi các bạn sẽ giảm xuống, sẽ giảm bé hơn bên ngoài, giảm bé hơn bên môi trường thì các bạn thấy là khí sẽ đi vào phổi các bạn ha.
rồi khí sẽ tiếp tục đi vào đến khi nào nó sẽ trong phổi và bạn nó sẽ ra ngoài, thì khí nó sẽ chấm dứt cái nó sẽ không đi vào nữa, không đi vào nữa, và tiếp theo là bắt đầu cái thở ra. Thì khi mà bắt đầu thì thở ra, các bạn thấy áp suất hai bên bằng nhau, muốn thở ra được thì áp suất trong phổi phải lớn hơn bên ngoài, đúng không? Thì các bạn thấy cơ hoành, các bạn sẽ bắt đầu thư giãn phổi bạn từ co nhỏ lại, tăng cái áp suất trong phổi các bạn tăng lớn hơn áp suất bên ngoài, và khí các bạn sẽ đi từ trong phía ngay, các bạn đi ra bên ngoài, đi trong phổi các bạn đi ra bên ngoài và mình thải khí ra bên ngoài. Thì đó là cái quá trình thở ra của mình. Và các bạn thấy đơn giản, các bạn rất là đơn giản, nó không có gì mà phức tạp. Rồi, cái quá trình thở ra mình có được trong cái khi thở ra mình xác định có những cơ hốt tham gia, nhưng mà khi có quá trình mình thở ra thụ động thì mình không có cơ hội tham gia. Thì mình có cái lực phản hồi của phổi, nó sẽ làm cho mình có quá trình thở ra thụ động. Thì cái lực phản hồi của phổi này đó, nó phần ba cho những sợi phản hồi ba phần ba cho nó rất là lóc một cái ngang, các bạn thấy rất nãy á, nó chỉ lót để tránh mất nước của cái tế bào, các bạn tế bào thứ hai, tế bào thứ một á, thì nó lại gây ra một cái tác hại rất là lớn, hai thành ba cái thành hồn của phổi các bạn tại cho nước dịch để nó gây ra. Và các bạn nhé, cái lần được thành hồn, cái lần mà các bạn thành bạn xem phổi á, xem phổi với cái tác hại rất là lớn, thành mỗi lần xem phổi các bạn mở lớn thì phổi lên thì sẽ tốn công mất nhiều. Cho nên là để bảo vệ cơ thể các bạn, cái lực đàn hồi của phổi là do cái lớp dịch lót, thì vì lý do nó sẽ gây ra là nó gây ra sức căng động mạch ha. Sức căng động mạch nó sẽ làm mà các bạn biết cái nguyên tắc thần kinh là sức căng ở phần cái mạch thoáng mạch lỏng á, thì cái sức căng động mạch nó sẽ có khuynh hướng làm cho cái diện tích về mạch thoáng là bé nhất ha. Nguyên tắc này kinh điển nó mà cả mấy trăm năm này rồi, đã ai cũng thì như vậy thì các bạn sẽ thấy là như vậy các bạn thấy là cái động mạch này, cái cơ định nó làm cho cái bộ phận viên nó sẽ lại, thì cơ thể nó bắt tiết ra một cái chất, người ta gọi chất thận chuyển là sẽ bất tận, đây là chuyển áp sức cao động mạch ha, là chuyển áp sức cao động mạch để mình chuyển áp lên đại hồn. Và thứ hai, cái sức cao động mạch này á, cái lực mà gây sẽ phổi á, thì nó là tỷ lệ lên với lại cái bán kính của máy nang, tỷ lệ lên bán kính của máy nang. Cho nên các bạn thấy là trong phổi các bạn á, thì có những cái nang to, có những cái nang bé, thì những cái nang nhỏ nó có nguy cơ sẹp phổi, sẹp cái nang nhiều hơn vì cái sức căng nó sức cái lực mà sẹp nó lớn hơn. Cho nên là cái cái nang nhỏ mình có nhiều sức phóng tần là sẽ sức căng nhiều hơn những cái nang lớn và tránh sẹp những cái nang nhỏ của bạn. Và cái sự chất sport tần này có giúp các bạn giúp chống hộ cái nang, giúp chống hộ cái nang vì nó hạn chế đưa về từ một kẻ vào cái nang. Kết quả các bạn thấy là trong cái công kết quả của mình thấy là khi mà kết thúc của mình thì mình thấy là có hạn một số gì sau đánh giá là không tuyến phúc rồi trong cái thế nang là trong cái khúc trong cái thế nang đánh giá cái cơ hốc của mình. Thì cái trong 10 phút mà sao bạn lại khi lưu thông là cái tần suất bạn hít vô thở ra đó, nên với lại cái số lần các bạn thở trong 1 phút thì các bạn thấy cái trong 10 phút này nó không phản ánh được cái khí mà thực sự tới thế nang, khí mà thực sự tới cái phần trao đổi khí. Các bạn nhớ đúng không, cái đường hốc của mình thì có cái phần là chết. Thì như vậy thì mình có một cái tỷ số khác là không biết thế nang, không biết thế nang anh cũng tính là bằng cái số lần ở trong một phút rồi nhân với lại, nhưng mà cái khác chỗ là sẽ trừ những cái chết của mình, thì mình sẽ lấy thực tiêu không chết của mình thì nó sẽ ra được cái không biết thế nang. Thì ở đây mình có cái ví dụ mà một cái người mà thở thì cùng một người mà ra thở nhanh 30 lần một phút thở nông 200 ml một lần, và thì thứ hai là sâu hơn là dòng 10 lít 10 lần một phút và thở 600 ml, thì các bạn thấy là cái thông khí phút nó sẽ bằng nhau, hai thông phút bằng nhau. Nhưng mà thông khí thế ngang á, thì khi mà các bạn thở mà thở nông á, thì hợp đầu tiên thở đầu tiên thì cái 2.4 lít, thì hợp thứ sau các bạn thở sâu thì là 1.8 lít,
Như vậy các bạn thấy là cái khi mà các bạn ở sau á, các bạn đã có đến trường sẽ thấy là khí vô bên đang nhiều hơn, hay nói cách khác là cái hô hấp của bạn sẽ hiệu quả hơn ha, khi các bạn đến ở sau. Cho nên các bạn thấy rõ ràng là khi mà các bạn đi học yoga, học thể dục, học gì đó thì các bạn thấy là cũng hướng dẫn các bạn hít thở, hít vào sau ha, các bạn hít vào sau, hít vào sau tầm dưỡng sinh thì cũng vậy ha, cái cơ bản là bạn hít vào sau giữ khí lại, ai cũng hướng dẫn vậy ha, chứ không ai hướng dẫn các bạn là thở thật là thông ha, thì đó là giúp mình tăng cái hiệu quả của cái hô hấp của mình ra. Rồi cái tôi sẽ nói rất là nhanh qua cái này. Thì các bạn sau này các bạn đi lên xe này, các bạn cũng sẽ thấy là cái người ta hay nói là cái sự liên quan giữa cái không khí và cái CO2. Thì người ta hay nói là khi mà mình tăng không khí, giảm không khí thì mình sẽ tăng lại giảm lại CO2. Thì cái nó có thể nó bắt nguồn từ cái công thức trên bảng các bạn thấy. Là mình giả thiết là bạn một cái khí CO2 mình thở ra trong phổi của mình á, là một khí CO2 trong khí thở ra các bạn từ phổi từ cơ thể các bạn thải ra, và CO2 trong cái khí hít vào mình xem như bằng không. Thật sự trong trong không khí thì vẫn có CO2 nhưng mà cái nồng độ rất là thấp, 0.1, 0.2% rất là ít, thật bỏ qua. Thì xem như toàn bộ khí CO2 mình thở ra đó là tí từ trong người mình thải ra, thì các bạn sẽ có cái tích CO2 là trăm phút á, các bạn có thể cái thông khí này nhân với lại cái thể tích cái này mà mình thấy nhân với lại cái phần trăm của CO2 trong cái này. Và các bạn có thể hôm nay là cái tỷ lệ CO2 trong bên này các bạn sẽ tỷ lệ nó sẽ là nó được phản ánh bởi cái CO2 trong máu động mạch các bạn. Vì nếu các bạn học cái bằng trao đổi khí thì mình thấy là nếu mà bình thường khi mà máu đi qua cái hội trao đổi khí hoàn thành thì CO2 trong cái này bằng với CO2 trong động mạch trong cái hệ thống thì các bạn là bằng phổi các bạn. Thì xem như mà lấy cái CO2 trong máu động mạch thì nó cũng sẽ phản ánh được cái CO2 như thế này của mình gián tiếp. Thì như vậy mình sẽ thấy là không ai mà các bạn có cái cuối cùng là cái B2 sẽ là tỷ lệ chúng ta cái B2 trong động mạch của mình. Anh nói khác sau này các bạn học thân tầng tăng kỳ thì các bạn sẽ thấy rằng khi các bạn tăng không khí lên, tăng B2 đó, tăng không khí lên thì cái này sẽ giảm mà CO2 trong máu động mạch của mình sẽ giảm xuống. Và ngược lại khi các bạn giảm không khí với tầm giảm không khí thế này ha, các bạn thì cái CO2 trong động mạch các bạn sẽ tăng lên. Nè, sau đó các bạn học về cái thăng bằng cái kỳ sẽ thấy kỳ hô hấp là bạn học tiếng Anh tăng không khí, toàn hô hấp giảm không khí và nguyên nhân tăng nhẹ đứng sau mà nguyên nhân tăng không khí giảm không khí có rất là nhiều nguyên nhân mà các bạn nhớ vậy. Rồi cái phần này thôi các bạn học để cần quan tâm. Rồi đây là cái sơ đồ mà của cái hốc ký, sơ đồ cái hốc ký nè. Thì cái sơ đồ hốc ký này thì các bạn sẽ nói là các bạn hốc ký chúng ta cũng nói qua nha. Thì các bạn nhớ là cái chúng ta nhớ là khi mà các bạn thở bình thường, khi các bạn thở bình thường thì trong phổi các bạn sẽ luôn luôn duy trì là một cái thể tích, người ta gọi là thể tích tiết cặn ha. Đây là xin lỗi là dung tích cặn cơ năng. Và khi các bạn thở ra hết mức có thể, coi các bạn thở hết luôn, không còn ráng mà mình thở mà có cảm giác mình không đưa khí ra được nữa, thì trong phổi các bạn vẫn còn một cái thể tích, người ta gọi là thể tích khí cặn. Đây là thể tích khí cặn cái này nha. Cái lý do mà các bạn cần cái thể tích khí cặn đó, hoặc thể tích dung tích cặn cơ năng đó, là vì khi mà các bạn thở ra thì tim các bạn tiếp tục bơm máu lên thì đó là khi tim bơm máu lên thì mình cũng phải có khí để mà trao đổi, đúng không? Từ phổi các bạn chức năng quan trọng với là trao đổi khí. Tim bơm máu lên đó mà các bạn thở ra cái thế này các bạn sẽ phải không trao đổi khí được á, thì máu đen với đồng máu đen thì khí không tiêu, cho nên các bạn luôn duy trì cái thế này các bạn mở để mà có khí, cho nên là khi tim bơm máu lên thì mình trao đổi khí được ha. Các bạn chạy test rồi xong rồi có gì trao đổi. Vấn đề thứ hai là cái vấn đề là trong hô hấp, khi mà các bạn làm sạch thế này, các bạn muốn mở bung cái phế nang nó lên thì mình sẽ tốn nhiều công hơn, tốn rất là nhiều công, ha, tốn nhiều công hơn. Các bạn muốn lần thở các bạn thấy rất là mệt. Cho nên là các bạn có thể hình dung là các bạn là một bóng á, bạn cứ về bạn 2 triệu bóng các bạn thổi đi, thở
mỗi năm cái đầu tiên thì các bạn thấy là vấn đề đó, bắt đầu phải vừa cái các bạn sẽ thấy bắt đầu rất là mỏi mệt. Nhưng mà các bạn đi kỹ thì mình sẽ thấy cái phần mà mình mỏi nhất đó là ngay lúc mà các bạn bắt đầu thổi cái bụng móng này, hay là cái bụng nó tình này một xíu đó, thì mình rất là mệt. Khi bụng móng nó bắt đầu tình lên được rồi thì mình sẽ thổi dễ hơn. Thì cái thứ hai các bạn biết thì hôm nay nó giống giống như vậy á. Khi mà mình tay nó sẽ ở lớn thì sẽ tốn công nhiều hơn. Tại cái phế tan nó được giữ mở lớn rồi, nó mở sẵn rồi thì các bạn thích bằng ít tốn công, ít mài hơn. Thế ra cái thích nghi phục vụ cơ thể của chúng ta. Thì nó có vai trò, cái chết các bạn, sẽ có vai trò phục vụ cái đứt cạn ha. Rồi cái hốt khí này thì các bạn cũng sẽ được tập với mình thực tập. Thì có những cái đến phần thực tập thì các bạn sẽ nói qua lại ha. Đó là cái phần thực tập. Rồi sau khi mà khí được vào trong phổi thì chúng ta có tiếp theo là cái đội khí. Thì cái cái đội khí này cũng đơn giản thôi. Thì đầu tiên các bạn thấy là khí thì cái đội khí này sẽ diễn ra qua các bạn phải nhanh bao mạch độ 38 đó. Các bạn thấy dịch phế nang, rượu bì phế nang, màng đáy, bạn kẽ, bạn đáy bao mạch và bạn không mạch huyết tương, mạch thấp hồng cầu. Thì đây là cái cấu trúc của cái màng phế nang bao mạch các bạn. Giám sát các bạn có rồi này. Thì cái oxy và CO2 các bạn thấy cái sự trao đổi sẽ được phân tán theo cơ chế là phù đồng để sự tiết chênh lệch cái phân tán giữa cái nang và bao mạch các bạn. Thì đây là cái slide nói lên cái sự chênh lệch đó các bạn, slide cái sự chênh lệch đó. Thì ở đây các bạn thấy là cái phân tán oxy cho cái nang các bạn 100 mm hơn. Alo, lớp mình cho câu hỏi là bạn nào chưa làm bằng chứng chỉ thực hiện không thì nộp đáp cho cô là cô nộp cho đọc đọc chạy vòng 12 a nộp cho thầy. Rồi các bạn thấy là cái phế nang trong đây các bạn thấy oxy của mình đây là phế nang 100 thì mấy chuyện hơn CO2 trong phế nang các bạn 40 mg/dL các bạn cảm thấy gì số lên ha. Còn trong cái máu tĩnh mạch của mình á thì oxy là 40 mg/dL, CO2 là 46 mg/dL. Trong động mạch là oxy là khi máu tĩnh mạch các bạn lên lên phổi thì các bạn thấy là oxy và CO2 cân bằng. Thì oxy trong phế nang của mình nhiều hơn trong máu của mình, trong máu tĩnh mạch á thì nó sẽ phân tán từ phế nang vào trong bao mạch của mình. Còn CO2 trong cái máu tĩnh mạch của bạn nhiều hơn và CO2 trong phế nang, cho nên là CO2 sẽ phân tán trong cái bao mạch các bạn đi vào trong phế nang. Và sau khi mà đi qua thành máu động mạch, thành máu tĩnh mạch học ở đây xong thành máu động mạch hệ thống á, thì các bạn sẽ thấy là cái phân tán oxy và CO2 sẽ phải bằng phân tán oxy và CO2 phế nang. Và các bạn sẽ thắc mắc là sự tại sao nói vậy mà cái oxy nó lại giảm xuống, vì do các bạn thấy là khi mà các bạn có một cái động mạch nuôi cái đường khí lớn, đó là cái động mạch phế quản ha, đó là cái động mạch từ sẽ xuất phát từ động mạch chủ, số thì nó bắt xuất phát từ động mạch men sợi, nó nuôi cái phế quản của bạn. Thứ hai là cái động mạch của bạn, cái động mạch sang lại của bạn nó sẽ đổ vào hai cái đó thì nó đều đổ vào trong cái dĩ trái của bạn hết, nếu không đổ dĩ phải, nên dĩ trái của bạn sẽ thay một xíu máu đen nên là phân tích oxy sẽ hơi giảm xuống ha. Và nếu mà máu tính mạch phổi của bạn thì thường nó sẽ bằng cái này cái phần BOC, BOCO2 máu tính mạch phổi sẽ bằng với lại cái phế nang của bạn đó. Thôi cái sự trao đổi khí này, cái vận tốc trao đổi khí này á
thì nó sẽ phụ thuộc vào cái công thức của nó, cái sự mà nó từ một tí rồi thế à, nó sẽ phụ thuộc vào trên là hạ sốt kiểu cái phế nang cái mau mạnh rồi cái phế nang cái bề dày của các bạn phế nang mau mạnh là cái quan trọng của phân tử khí. Thì như vậy các bạn thấy là cái trên là hạ sốt nó càng nhiều thì cái bệnh nó càng nhanh. Và các bạn thấy khi bệnh nhân thiếu oxy, các bạn cho bệnh nhân thở oxy, tăng cái phần cái FiO2, tăng cái phần trăm oxy nó hít vào này các bạn. Đó là một cách để tăng cái áp suất, tăng cái delta B á, hay là giúp cái vật tốc có thể nhanh hơn, nên nó sẽ là dễ cung cấp nhiều oxy hơn cho máu của mình. Hoặc là khi các bạn vận động thì có một số cái này các bạn thấy là sẽ tăng cường tưới máu lên nhiều, tăng thêm cái tiết ra lên cái động quả ha. Rồi, giờ đo lường cái phân tán nhà máu của bạn, mình có chỉ số là cái DLCO DLCO hay là khả năng phân tán của CO à, thì từ phân tán nó tính ra cái phân tán của oxy thì cái mong muốn ha. Và đây là cái hình mà Minh Hoàng cái ảnh Minh Hoàng cái sự cân bằng khí ở phía nam không ạ. Các bạn thấy nè, ở phía nam thì oxy nhiều hơn trong phân tán oxy lớn hơn phân tán oxy trong mau mạch, oxy sẽ được trong phía nam và mau mạch, và ngược lại phân tán CO2 trong mau mạch các bạn lớn hơn phía nam, nên CO2 sẽ đi từ cái mau mạch phổi đi vào trong phía nam. Ta có tình trạng thấy tất cả cái này là chúng ta thụ động theo cái thụ động của các bạn theo cái trên là về gradient hoàn toàn. Còn tại mô thì quyết định sẽ ngược lại, oxy trong máu các bạn nhiều hơn ở trong mô tế bào thì oxy sẽ đi từ máu vào trong tế bào của bạn, và CO2 trong tế bào của bạn cái phần đó cao hơn trong máu thì CO2 sẽ đi từ trong tế bào vào trong máu ha. Thì như vậy cái này quyết định cho oxy CO2 trong mô. Rồi sau đó vận chuyển lên phổi về các bạn biết. Rồi thì cái sự sinh hoạt không khí tiến máu này thì các bạn cũng chỉ một vài người khác cộng lưu ý các bạn thôi. Tức là cái VO2 thấp thì sẽ gây co mau mạch, và VACO2 cao thì gây co phế nang. Thì cái này thì các bạn thấy là các bạn thấy là trong phổi các bạn nó khi mà những cái vùng mà các bạn thì không thấy những cái vùng mà các bạn không tưới tốt mà tưới máu kém thì sẽ co thế này, mà đưa những tới những cái vùng mà tưới máu tốt hơn thì vẫn cái vùng tưới máu tốt hơn. Còn trong ngược lại khi mà trên cái vùng nào mà các bạn tưới máu kém thì các bạn sẽ thấy co thế này, những cái vùng mà các bạn không cái BA2 thấp là các bạn không tưới tốt nhưng mà các bạn tưới máu kém thì sẽ còn cái này các bạn. Thì cái vai trò như thế nào thì các bạn thấy là thứ nhất là trong những bệnh lý, một số bệnh lý như cái thấy là COPD các bạn thấy có những cái ống và có những cái vùng những cái thủng á, thì những cái vùng đó thì không trao đổi khí được, nó sẽ co mạch cái vùng đó và đưa máu với cái vùng, những cái vùng mà trao đổi khí tốt hơn ha. Hoặc là cái này thì có lý do, cái lý do có thể tác giả nghĩ ra cái lý do khác mà nó chính hơn, quan trọng hơn, đó là các bạn biết là trong thời kỳ mà thai, cái thời kỳ mà các bạn thấy là khi mà thai nhi thì các bạn thấy là phổi các bạn không có là chức năng trao đổi khí đúng không? Phổi các bạn trong thời kỳ đầu thai đâu có khí hít vào mà trao đổi khí, cái trao đổi khí thì các bạn chuyển qua cái phần đầu thai, phần lọc mạch rốn ha, phần cuối cái phần ấn nhau ở đầu thai trao đổi khí để di chuyển. Và trong cái thời kỳ mà nhau thai, trong cái thời kỳ mà thai các bạn thì khi mà các bạn sinh ra thì khổ các bạn sẽ nhận toàn bộ của tự tiên ha. Ngoài tiên ra trong cơ thể các bạn thì có hai cơ quan nhận thành bộ của tự tiên. Thứ nhất đó là tiên, thì khỏi nói là ha, tiên bắt buộc bạn lên nhận thành. Thứ hai là phổi, còn những cơ quan khác thì nó chỉ nhận thành phần của tự tiên. Khổ các bạn thì hết toàn bộ của tự tiên
và thấy tất cả máu người nhiễm chỉ tất cả các máu như vậy, xong các bạn đều rồi nhiễm phải đúng không, xong bơm lên xuống tất phải bơm lên động mạch phổi, cho nên là động mạch phổi sẽ nhận hết toàn bộ khu vực tim. Cho nên là các bạn, nhưng mà trong thời kỳ thai các bạn nhìn động mạch phổi các bạn nhận có 15% khu vực tim thôi, cái máu nó ra nhận nuôi phổi lên chứ không có kèm được khí. Vì các bạn biết là trong phổi các bạn thấy là các bạn có cái ống động mạch, ống động mạch thì máu từ động mạch phổi sẽ đi qua động mạch chủ. Rồi các bạn có những cái lỗ gan thất, lỗ gan nhĩ, các bạn biết rồi đúng không? Cái máu nó sẽ tự động đi hết từ thất phải, thất trái, khỏi gần đến phổi. Cho nên trong thời gian còn thai các bạn thì cái phổi của bạn thì có 15% cái cục tự tin. Và trong thời gian còn thai các bạn thấy là cái ý nghĩa của cái việc mà tưới máu như thế này, khi mà các bạn trong cái thời kỳ thai các bạn là mình thấy là các bạn không có được khí, các bạn thấy trên đây không cho được khí, BMI thấp thì là bị co mô mạch đúng không? Cái co mô mạch thì mình sẽ tăng cái kháng lực của cái động mạch phổi lên, tăng cái lực động mạch phổi lên thì máu nó một phần nó sẽ không lên phổi được, vì nó thấy nó quá lớn các bạn thì máu nó sẽ không lên phổi mà nó cứ đi lên động mạch phổi, nó đi qua ống động mạch, nó qua động mạch chủ. Nó lên thổi là bị lên thổi cũng không có làm gì hết á, lên thổi cũng không có trả lời tí không, đó là cái lý do đó là mình ra co cái mao mạch của bạn trong cái thời kỳ mang thai, hay là tăng cái lượng thổi là máu đi qua cái phòng mạch chủ mà không nên thổi ha. Rồi thì các bạn thấy là trên vùng từ vùng đỉnh phổi tới phổi thì các bạn sẽ thấy là cái thông khí và tưới máu thì nó sẽ thay đổi, vùng đỉnh phổi thì cái không khí nhiều hơn, thấy phổi tưới máu nhiều hơn. Thì để nói là cái sự không khí tưới máu thì cái số VAQ, Q là cái lượng máu đi lên đó, mà VA không khí thế này thì cái chỉ số VAQ các bạn thấy nhớ không khí mà nhiều hơn tưới máu thì VAQ sẽ lớn hơn 1, hay không khí mà ít hơn tưới máu thì VAQ bé hơn 1 đúng không, chỉ hướng số lên đó. Thứ hai cái là được lượng bằng VAQ ha. Thì các bạn thấy là ở cái định phổi của mình không khí nhiều hơn tưới máu thì cái VAQ lớn hơn 1, thấy phổi thì VAQ bé hơn 1. Bình thường thì cái chỉ số VAQ bình thường 0.8 hay là từ số 1 hấp á, 0.8 thì cái 0.8 này lý tưởng của bạn là VAQ bằng 1, nhưng thực tế thì các bạn thấy rằng khi mà các bạn tính thì VAQ của bạn bình thường là 0.8 thôi. Ở kết quả của hô hấp, cơ hội hô hấp các bạn thấy oxy, các bạn thấy là 1 lít thì các bạn sẽ cung cấp được cơ thể các bạn là 200 lít oxy đủ cái nhu cầu của cơ thể các bạn khi các bạn nghỉ ngơi. Rồi, đó là cái phần trang bị khí ở phổi. Giờ chúng ta sẽ, các bạn sẽ trẻ 5 phút đi, 5 phút của các bạn chưa buồn ngủ quá, các bạn nghỉ 5 phút chúng ta sẽ nói phần tiếp theo, đó là chuyển nhận oxy và CO2. Chúng ta bây giờ thấy là một cái quá trình nhân tạo oxy và CO2 thì mỗi mình cơ thể mình lấy oxy và CO2 là mình thấy rồi nha. Thì khi lấy oxy xong thì chúng ta phải biết là nó phải biến trở lên môi thế nào, rồi thải CO2 cái tên biến trở lên thế nào. Thì cái bài này sẽ nói lên quá trình biến trở oxy CO2 gây oxy CO2 cho mô. Thì các bạn thấy là cái sơ đồ mà tổng kết cái quá trình vận chuyển oxy và CO2 trong máu của bạn. Thì các bạn thấy tóm lại thì các bạn thấy là oxy các bạn sẽ nhận được oxy trong huyết nên oxy sẽ chuyển vào trong máu, bạn được vận chuyển cái hai dạng oxy ngoại tan và cái dạng hemoglobin tới mô, giao oxy cho mô nhận CO2 về mô rồi chuyển trở. Thì cái dạng chuyển trở CO2 trong máu các bạn thấy được mà chuyển trở với ba dạng, dạng ngoại tan, dạng gắn với hemoglobin, dạng là dưới ion bicarbonate ha, dạng ion bicarbonate. Thì như vậy chúng ta thấy là mình sẽ có 3 dạng biến trở oxy của CO2, 2 dạng biến trở oxy. Thì chúng ta sẽ lần lượt đi vào cái tình dạng 1. Thì đối với dạng biến trở oxy mình có hai dạng hoài tan, mình sẽ gắn thêm hemoglobin. Thì đối với dạng hoài tan thì rất là đơn giản, các bạn thấy là nó sẽ bị thọt tương quan tuyến tính, tương quan đường hẳn với lại cái phân tán oxy. Hay nó khác là oxy các bạn cứ càng tăng lên thì cái lượng biến trở với dạng hoài tan sẽ càng nhiều, càng có nhiều oxy ngoại tan trong máu ha. Và cái này cái VO2 này các bạn thấy khi mà tăng quá thì tăng trên 1000 thì nó sẽ gây lên một lọc mô, vì nó tạo ra nhiều gốc peroxid là oxy hóa mô,
hay gọi là mol. Và cái dạng chất trẻ thứ hai là dạng gắn với hemoglobin. Thì các bạn thấy là mỗi một phân tử hemoglobin các bạn sẽ gắn được 4 cái phân tử oxy, 4 phân tử oxy. Thì để mà nói lên cái tương quan giữa cái oxy và cái hemoglobin thì mình có cái đường cong bạch rốt, hay đường cong bạch rốt, hay người ta là đường cong Venn oxy hemoglobin á. Thì cái đường cong này các bạn thấy cái trục đứng này là cái phần trăm hemoglobin và oxy. Thì cái trục ngang là cái phần trăm mà oxy, cái phần nét oxy, hay phần nét oxy. Thì các bạn thấy là cái đường này có cái chữ S, hình như chữ S này các bạn thấy hình nước Việt Nam giống giống vậy ha. Chữ S. Thì trong sách các bạn thấy sigma là khi mà cái tự Hy Lạp có thể có cái chữ S đó. Thì đây thì các bạn thấy là khi mà cái phân F cái điện S là khi mà các bạn thấy là cái oxy mà nó gắn với hemoglobin á thì nó sẽ làm tăng cái lượng của cái oxy với hemoglobin, nó sẽ làm tăng như vậy, đây là cái điện chữ S như vậy. Và cái S này các bạn thấy là khi mà cái phân F oxy nó thấp các bạn 40, 20, 27, 40 thì các bạn thấy là cái đường cong này nó giúp đứng, đường cong giúp đứng. Thì giúp đứng là gì? Nó giúp đứng là mà các bạn thấy là nó sẽ dễ dàng gây oxy trong mol. Tại vì các bạn thấy phân oxy thấp là mol, các bạn nhớ không? 40, phân oxy của mol 40, thậm chí cũng thấp hơn 20, năm mấy á. Thì cái phân oxy thấp là nó dễ dàng gây oxy trong mol. Vì khi mà cái phân oxy sẽ đổi một cái lượng nhỏ thì cái phần trăm hemoglobin bão hòa oxy sẽ đổi một cái lượng rất là lớn. Các bạn thấy ví dụ này, thay đổi đây có vàng viên nước thì cái đường cong ra đi xuống sẽ đỡ rất là nhẹ cùng ha. Như vậy nó cần một cái trên đường nhỏ là sẽ giúp oxy nó dễ dàng ra trong mô hơn. Nhưng mà ngược lại cái phần thái oxy cao, các bạn thấy thái oxy cao này thì các bạn thấy nó ở đâu? Nó ở trên phổi. Và các bạn thấy nó đi ngang qua đâu? Nó ngang qua từ oxy phân thái từ 80 mg thủy ngân thì các bạn thấy là 93-40% các bạn đang nó đã bảo hòa, nó đã gắn được rồi. Các bạn lên 600 mg thủy ngân thì nó cũng lên được có 5-6%, 97-98%. Các bạn thấy là rất là ít. Thì đó là cái tác dụng có thể bảo vệ cơ thể các bạn tránh cái sự thay đổi cái nồng độ oxy trong máu các bạn nhỏ ha. Các bạn thấy thay đổi cái oxy như thế này, các bạn thấy là bình thường oxy như thế này còn là 100 à, khi nhức bệnh các bạn lên cao thì oxy với nhau các bạn không thể 100 đến bên này có thể thì còn 90, 80, 85. Thì các bạn thấy là mới đảm bảo được cái độ một cái lượng hemoglobin gắn với oxy mà chỉ lại cho hemo các bạn nè. Và để biểu thị cái chỉ số này, cái chỉ số áp lực, bây giờ mình nói là gắn nhận oxy lung tung gì đó thì các bạn thấy là gần biểu hiện áp lực này thì mình có chỉ số là V50. V50 là biểu hiện áp lực của hemoglobin oxy. V50 thì cái tỷ số là sẽ phải cái phân nát oxy mà tại đó 50% hemoglobin bão hòa oxy thì là V50. V50 này tăng trong các trường hợp mà tăng nó sẽ giảm áp lực với oxy. Và khi mà nó giảm thì thành tăng áp lực với oxy. Phải nhớ vậy là hai cái cũng ngược nhau mà tăng thì giảm áp lực, giảm áp lực tăng áp lực. Tại vì các bạn thấy cái đường cong, các bạn thấy là đây là các bạn thấy B50 là 50%, các bạn thấy không? B50 đây là các bạn thấy 20 mg thủy ngân, đúng không? B50 đây các bạn xuống đây sẽ giảm 45 mg thủy ngân. Thì các bạn thấy đó là B50 20 mg thủy ngân, 45 mg thủy ngân nó phải tăng, đúng không? Nhưng mà các bạn thấy là tại sao gọi là giảm mấy lần? Vì các bạn thấy là khi mà cái phân hát oxy chỉ mới 45 mg thủy ngân thôi thì hemoglobin ấy, nữa nó đã nhường oxy mất tiêu rồi, nó không có giữ được oxy nữa. Còn cái phân F kia, các bạn thấy là nó phải giảm xuống đến 25 mg thủy ngân thì một nửa hemoglobin nó mới nhường oxy được, có nghĩa là giữ oxy chặt hơn, mà phải giảm sao là sâu xuống, cái sự trên là áp xuống nó phải nhiều thì nó mới nhường được ha. Như vậy các bạn thấy có lẽ nó tăng cái lượng nó giữ cục bộ nhiều hơn. Cái ông kia giống như là ông phá cổ ha, không cứ nhường ai cũng cho, gặp ai xin cũng cho. Như là mới chúng với số nó được nửa tỷ đô thôi các bạn, ai xin thì cũng chịu hết, không giống vậy ha. Còn ông này ông chúng không có chúng mấy số nên ông cứ định hơi kỹ thì giống giống như vậy.
thì những cái yếu tố là ảnh hưởng tới cái áp lực của hemoglobin oxy. Thứ nhất đó là cái nhiệt độ BCO2 H cộng thì tăng những cái này thì nó sẽ làm tăng cái beta-amyl, tăng cái beta-amyl cái khác là giảm áp lực oxy, ngược lại giảm cái này sẽ làm tăng cái nhẹ nó beta-amyl, tăng áp lực của hemoglobin oxy. Ở cái phần mà hemoglobin các bạn thì sẽ có những hemoglobin bất thường, bình thường thì các bạn sẽ được nói ở cái phần tập các bạn sẽ nói là một rồi đó, còn lại thì oxy các bạn thì chỉ hai dạng này hoàn toàn là kết hợp. À, cái chi tiết này thì tôi cũng đưa slide của bạn, các bạn cũng có thể bạn xem được. Cá nhân rất được các bạn cho tôi cái các bạn gửi mail tôi ra, tôi sẽ forward cho các bạn cái mail cái bài này ha. Rồi thì do oxy trong mô thì các bạn cũng biết rồi nè, do phân nét oxy trong mô thấp hơn là phân nét oxy trong cái máu của mình, thì máu oxy từ máu về trong mô thôi. Nhiều lúc thầy nhiều việc có thể quên. Còn đối với CO2 thì cũng là phân nát CO2 trong mô mình nhiều hơn trong máu. CO2 thì từ